Theo lộ trình của chính phủ, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, xăng sinh học E5 sẽ thay thế hoàn toàn xăng A92 trên cả nước. Nhưng đến nay, sau hơn 2 năm thí điểm, tình hình tiêu thụ xăng E5 vẫn hết sức khó khăn. Hiện cả doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lẫn người dân vẫn còn dè dặt với loại xăng sinh học này. Phóng sự sau ghi nhận thực tế tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi đã thí điểm bán xăng E5 trên diện rộng từ năm 2015. Đây là cây xăng thuộc loại lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng từ đầu năm đến nay, trung bình mỗi tháng nơi này chỉ bán được khoảng 1.200 lít xăng sinh học E5, giảm gần một nửa so với năm 2016. Mặc dù có biết tới xăng E5, nhưng nhiều người tiêu dùng vẫn chọn các loại xăng A92, A95 do thói quen sử dụng lâu nay, cũng như do chưa hiểu nhiều về xăng E5. Xăng E5 hả? Chú biết nhưng mà chú tức là có biết về nó nhưng mà chú chưa hiểu. Chú sử dụng xăng RON 95. Tại vì cái này chú xài quen rồi. Do chưa hiểu hết được những lợi ích và đặc biệt là các thông số kỹ thuật của xăng sinh học E5 nên phần lớn người tiêu dùng còn dè dặt. Mặt khác, giá cả chưa hấp dẫn và việc không phải chỗ nào cũng có bán xăng E5 cũng khiến người tiêu dùng gặp trở ngại khi muốn sử dụng xăng E5. Chắc cũng phải có một cái bài đánh giá của cái E5 với 95 và đổ cho cùng một loại xe rồi sau thời gian sử dụng là bao lâu á thì nó đạt được cái những cái yêu cầu gì của người sử dụng thì người ta mới sử dụng thôi. Biết thì biết đó, nhưng mà không phải cây xăng nào cũng có. Với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, sự chưa mặn mà với xăng E5 lại tới từ khó khăn trong đầu tư. Bởi để triển khai đồng loạt xăng E5, cần phải có thời gian kinh phí để đầu tư trang thiết bị, xây dựng nâng cấp bể phối trộn. Mặt khác, giá xăng E5 đã thấp hơn xăng RON 92, nhưng khoảng cách còn ngắn, chưa thật sự hấp dẫn cho người tiêu dùng, đồng nghĩa với việc chưa đem lại lợi ích kinh tế cho người kinh doanh. Về mặt về giá thì cái này là tác động trực tiếp đến người tiêu dùng. Người tiêu dùng có hưởng ứng hay không là về cái hiệu quả kinh tế của tiền họ bỏ ra khi mình ngưng toàn bộ 92 thì họ sẽ chọn lựa là xăng E5 hoặc là xăng 95. Thì Bộ Tài chính và Chính phủ nên tạo một cái khoảng cách mà theo bản thân dòng Metro là ít nhất cũng phải là 1.500 đồng một lít. Theo các chuyên gia, để gỡ khó cho việc đưa xăng E5 ra thị trường, ngoài giải quyết hai điểm mấu chốt là nguồn cung ethanol, nguyên liệu để phối trộn ra xăng sinh học E5 và cơ chế chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp trong đầu tư, sản xuất kinh doanh xăng E5, việc cần làm trước hết là thông tin rõ ràng, thường xuyên cho người tiêu dùng biết và ủng hộ xăng sinh học E5. Nên có những cái chương trình, những cái thông tin, công tác thông tin truyền chúng để người ta biết được rằng là cái sử dụng nhiên liệu sinh học E5 nó không ảnh hưởng gì đến phương tiện động cơ. Và điều đó là thực tế, hiện nay các nhà nghiên cứu đã khẳng định một điều đó rồi, cả trên thế giới và trong nước. Từ tháng 7 năm 2015, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai việc bán xăng E5, nhưng đến nay mới chỉ có 45% số cửa hàng tham gia. Lượng xăng E5 tiêu thụ chỉ chiếm khoảng 6,3% tổng số lượng xăng tiêu thụ. Để đảm bảo lộ trình đưa xăng sinh học E5 thay thế hoàn toàn xăng A92 từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 tới đây là một thách thức không hề nhỏ, đòi hỏi cần sự quyết liệt và giải quyết kịp thời những khó khăn hiện tại để không tiếp tục lỗi hẹn như những lần trước đây.